Ngày nay ấy, thương hiệu là lấy nhận thức của khách hàng làm trung tâm. Thương hiệu có vị thế nào trong tâm trí của khách hàng thông qua các cái giá trị thực sự mang lại, đồng thời những cái giá trị này khuyến khích cái việc mua hàng, thì thương hiệu đó được gọi là thương hiệu định vị thành công. Theo thời gian ấy, thì định vị thương hiệu cũng đang dần dần trở thành một công cụ quan trọng, nhưng nó vẫn chỉ phản ánh một chiều chủ động từ phía nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Chính vì vậy mà cái lý thuyết phản định vị đã chỉ ra nhiều điểm hạn chế trong việc quá chủ động định vị của cái người sản xuất, mà thay vào đó nên đặt vai trò của định vị và triển khai cái công việc định vị thương hiệu bằng chính cái cảm nhận khách hàng. Họ cho rằng định vị cần phải bắt đầu từ sự đồng cảm và chia sẻ với khách hàng trước khi ra đời các quyết định về định vị. Như vậy có thể hiểu định vị là phải nằm ở trong tâm trí của khách hàng, chứ không phải là thứ mà doanh nghiệp có mà đôi khi nó không có thật. Vì vậy trên thực tế, đôi khi chúng ta mạnh nhất ở A nhưng chúng ta lại định vị ở B, vì đơn giản là chúng ta muốn khách hàng cảm nhận chúng ta như vậy. Lấy ví dụ một sản phẩm được khách hàng cảm nhận là giá rẻ không có nghĩa là doanh nghiệp đủ năng lực để sản xuất ra những sản phẩm với mức chi phí thấp hơn đối thủ để cạnh tranh được với họ. Chẳng hạn, chi phí sản xuất ra một cốc cà phê ở doanh nghiệp A là 15k và họ bán với giá 20k để khách hàng cảm nhận là giá rẻ. Nhưng đối thủ B chi phí sản xuất ra một cốc cà phê chỉ có 10k thôi, nhưng họ vẫn bán với giá 35k. Lúc này, dù không có cái năng lực cạnh tranh về chi phí so với đối thủ, nhưng có thể doanh nghiệp A vẫn chọn định vị là giá rẻ vì muốn khách hàng cảm nhận về mình như vậy. Qua đó chúng ta có thể thấy bản chất của định vị có hai yếu tố bạn cần khắc sâu tinh tâm. Thứ nhất, đó là cũng như thương hiệu, nó nằm hoàn toàn ở cảm nhận khách hàng. Thứ hai, đó là trong với một cái thời cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thì định vị chỉ giúp khách hàng dễ nhớ và dễ phân biệt giữa ta và đối thủ. Và đương nhiên ngược lại suy nghĩ nhiều người, nó cũng không phải là tất cả thương hiệu, thì hai lý do sau. Thứ nhất, như đã nói, định vị chỉ có giá trị ở trong những bối cảnh cụ thể, ở trong một cái trường hợp cụ thể và ở một cái phân khúc khách hàng cụ thể. Thứ hai, bản chất của thương hiệu là phải khiến khách hàng tin tưởng, còn định vị chỉ như một cách để giúp chúng ta đạt được sự tin tưởng nhanh hơn mà thôi.